Hello, welcome back to my channel Lubu Light Vlog. Và xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về vấn đề là housekeeping, dọn phòng ở khách sạn nha các bạn. Không biết là cái ngày hôm nay của các bạn như thế nào ha. Vì hôm nay là ngày cuối tuần. Cuối tuần thì nó có bận rộn lắm không? Có việc rồi có bận rộn lắm không? Hay là có thời gian để mình thư giãn? Rồi đây, bây giờ mình ăn dâu nè các bạn. Dâu chấm với muối, bởi vì nó cũng hơi chua ha. Rồi những cái anh chị cô chú gì đó, các bạn mà ở nhà đó, cuối tuần thì được nghỉ ở nhà rồi, có lẽ là một ngày rất là thư giãn đúng không ạ? Đó, rất là, thì nói chung đối với những cái người mà người ta làm việc theo cái thời gian cố định, như là mỗi tuần làm 6 ngày, được nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật, rồi có người ta nghỉ được nghỉ ngày thứ bảy nữa, thì đây là cái thời gian thực sự là thoải mái nhất ở trong cái tuần luôn các bạn. Tại vì đi làm cả tuần rồi thì cuối tuần thì mới được nghỉ ngơi đó, cho nên là hầu hết mọi người rất là thích ha, rất là cảm thấy rất là thư giãn đó. Hơi chua. Thì mình sẽ quay lại với chủ đề là housekeeping. Và hôm nay là mình sẽ chia sẻ các bạn là những cái ấn tượng nhất khi mà mình dọn phòng ở khách sạn. Mình sẽ chia sẻ là những cái đáng nhớ nhất nha các bạn. Đó, những cái đáng nhớ nhất đó là gì? Đó là mình còn nhớ và sáng nay mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Khi mà mình ví dụ ở trong cái phòng khách sạn á, không biết là những cái khách sạn có giống nhau không các bạn. Nhưng mà ở cái khách sạn mình dọn á thì nó có những cái trường hợp như thế này. Cái người khách người ta rất là kỹ lưỡng, người ta không muốn mình dọn quá kỹ hay là đụng chạm gì đồ đạc của người ta quá kỹ á. Thì nói chung là ở trên cái giường tùy mỗi người các bạn. Có vài người người ta thích là cứ dọn thay ra thay niệm mỗi ngày cho người ta đó. Còn những cái người á, người ta lại thích thay một lần đó rồi người ta ngủ xong rồi người ta sẽ y như là cái hơi của người ta đó, ở trên cái giường người ta, rồi nói chung là người ta sẽ thích hơn là người ta sẽ ngủ lại y là không có cần dọn các bạn đó. Tức là người ta cứ để đó người ta ngủ và người ta không thích các bạn thay ra thay niệm gì hết. Thì người ta sẽ để một cái thường thường cái khách sạn nó sẽ có một cái giấy á, nó xếp giống y như nó xếp lại như là cái lịch để bàn nhỏ xíu vậy, giống giống vậy, nhưng mà trên đó nó ghi là dạng là bảo vệ môi trường gì đó. Nhưng mà cái đó nó có ý nghĩa là khi các bạn đặt cái đó lên cái giường thì có nghĩa là cái người khách đó người ta không muốn các bạn dọn thay giường cho người ta đó. Thì các bạn chỉ cần dọn toilet rồi dọn rác xung quanh thôi đó. Mình bữa đó là mình dọn cho một cái phòng khách sạn. Cái người này là người nước ngoài, người Mỹ hay người gì đó mình không biết, người tóc vàng da trắng đó. Thì nói chung khi mình dọn là không có khách ở nhà ha. Xong rồi mình dọn xong thì mình có thấy hai trái lê các bạn, hai trái lê Hàn Quốc á, rất là bự luôn, người ta để trên bàn đó. Thì nói chung là khi mình dọn mình la bụi mình cũng sẽ đẩy trái lê cho nó gọn gọn lại xíu á. Xong rồi cái mình vừa dọn xong cái mình chuẩn bị qua cái phòng kế bên, xong rồi thấy cái người khách đó, người ta về đó là một phụ nữ da trắng ha, thì tóc vàng mà chắc cũng hơi lớn rồi đó. Xong rồi cái họ vô trong phòng của họ, xong rồi cái đem ra hai cái lê đưa cho mình. Không hiểu là thì ý là cái người đó cho mình, nhưng mà thì mình có lấy luôn, nhưng mà ý là mình đang suy nghĩ là ủa tại sao người ta cho mình ta. Một là người ta thấy y như là người ta thấy mình dọn xong ấy là chắc là cũng ok, xong rồi người ta
muốn cho một cái gì đó thay vì người ta bo tiền, người ta cho tiền tip tức là từng bo các bạn, người ta bo tiền nhưng mà người ta không có bo tiền thì người ta cho cái ly đó mình ăn. Rồi một suy nghĩ nữa là không biết là hay là tại cái người khách đó người ta kỹ quá, nhiều khi mình dọn cái mình đụng vô cái ly của người ta, cái người ta hết muốn ăn, cái người ta cho mình luôn. Ý là vậy ha. Cho nên là mình cũng thật sự là mình cũng không biết là cái đó là lý do gì mà người ta cho mình đó hết rồi ha. Cái thì thức kể thì do thì lấy đó, do thì lấy thôi chứ giờ sao, nhưng là tôi cầm ra ngoài người ta đưa mình lấy, mình nói không lấy hay sao đó. Nhưng thật sự các bạn, trái lê rất là ngon, hai trái luôn, bự chà bá luôn. Các bạn biết trái lê Hàn Quốc không? Cái lê Hàn Quốc là khi các bạn đi siêu thị á, các bạn gặp trái lê bự chà bá như nè, cái vỏ nó là màu vàng hơi sậm sậm á đó. Về nhà sẽ ăn rất là ngọt luôn các bạn, rất là nhiều nước luôn, và đó là lần đầu tiên mình được ăn lê Hàn Quốc luôn các bạn đó. Đó, rất là ngon luôn. Xong rồi bữa sau bắt đầu đi siêu thị kiếm lê Hàn Quốc mua, nhưng mà cũng không có rẻ đâu nha các bạn. Không biết nữa, không biết là 1 ký bao nhiêu, nhưng mà cái trái đó chắc cũng khoảng nửa ký hay nhiêu đó, mà như là 60.000 gì đó mình thấy trong siêu thị á. Cũng rất là mắc nha các bạn. Đó thì đó là cái y như là cái đáng nhớ, tự nhiên là làm cho mình cảm giác là y như mình nhớ nhớ hoài cái chuyện đó đó đó. Rồi một cái chuyện khác nữa là khi mà mình dọn phòng, mới đầu vô dọn phòng á, là các bạn phải y như là đi gõ cửa từng phòng, là hỏi là hôm nay có đồ giặt không, y như đồ dơ người ta muốn giặt đó, tại khách sạn người ta sẽ có dịch vụ là giặt đồ đó. Thì tùy khách sạn thì mình không biết nha, nhưng mà cái khách sạn đó thì các bạn mỗi sáng trước khi dọn phòng các bạn phải gõ cửa, hỏi người ta là hôm nay có đồ giặt không, nếu có thì mình sẽ đem ra ngoài cửa, mình gác ngoài cửa, xong rồi bộ phận người giặt người ta sẽ đi lấy, đi gom đồ đó, ta sẽ đi 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 hết những cái dãy, ta thấy đồ nào mà treo bên ngoài người ta sẽ lấy đi giặt đó. Thì cái phòng đó sáng mình vô khoảng 8 giờ mấy á, bắt đầu vô vô xong rồi cái gõ cửa, cái gặp ông người Tây tự nhiên thấy có mình ổng rồi, thì ý là mình mở cửa ổng đứng ngay cửa thôi, chỉ nhìn vô thấy anh mình ổng thôi. Cái vừa đi ra chỗ khác là bắt đầu thấy ổng xách ba lô ổng đi làm á, ổng này vậy đi làm, để mặc đồ đồng phục như đi làm á các bạn, đi làm giống như là làm công trình á, có những cái đồ mà nó có những cái đẹp, cái áo mà có những cái sọc mà sọc ngang đi là phản quang á đó, cái áo đó đó các bạn. Sau mình thấy ổng đi thì tất nhiên là mình sẽ gom đồ xong mình sẽ quay lại những cái phòng đó mình làm, bắt đầu mình sẽ dọn phòng á đó. Bắt đầu cái thì không không nhớ là làm phòng đó trước, hình như không phải làm phòng đó trước, mình làm những cái phòng ao trước, những phòng người ta trả rồi xong rồi có khách vô liền á, là mình phải tranh thủ làm phòng mấy phòng đó trước, xong rồi mình làm cái phòng kia trước, xong quẹo lại cái phòng đó, đinh ninh rằng cái ông này đi rồi thì giờ mình cứ vô thôi, đâu cần phải quan tâm gì đâu. Thì nhưng mà trước khi vô mình phải gõ cửa đàng hoàng các bạn, chứ không phải là không gõ, tại vì với lại mình có chìa khóa luôn, tại vì nhân viên dọn phòng người ta sẽ có chìa khóa, người ta trước khi ta dọn người ta sẽ gõ cửa coi có khách ở nhà không, nếu mà có khách ở nhà thì khách sẽ ra mở cửa, còn nếu không có ai ở nhà mình tự mở cửa mình vô mình làm đó. Xong rồi cái cũng gõ cũng đâu để ý gì, gõ gõ nhanh nhanh vậy đó, gõ 2 3 cái nhanh nhanh cái vô vô làm, vô chuẩn bị làm toilet rồi, đâu để ý đâu, trong nhà có ai đâu. Xong mà trong phòng ngủ mình thấy trong phòng ngủ người ta đã đóng cửa nha, nhưng mà mình đinh ninh là thì chắc là chắc khép cửa vậy thôi chứ không có ai hết. Xong rồi cái đang lu bu tính làm toilet, cái tự nhiên ở trong phòng ngủ mở cửa ra một người phụ nữ, tức là vợ của ông đó, nhưng mà người đó là người da đen các bạn, đen thui luôn. Tự nhiên cái vừa mở cửa ra thấy mình thấy đen thui thì thui lùi lùi, y vậy là mình với lại trong đầu mình suy nghĩ là phòng nào phòng này không có ai hết thì mình cứ làm. Xong tự nhiên đang suy nghĩ vậy xong rồi cái mở cửa ra nhìn mình, cái mình cũng đang bất ngờ hết hồn, gặp gặp đen thui luôn, gặp hết hồn cái dí luôn á, y là mình cảm giác mình bất ngờ rồi sợ nữa các bạn, y như là giống y mình đang làm một mình tự nhiên có ai cái bất ngờ ra vậy, cái mình hết hồn á chứ không phải là gì hết, chứ mình không có ý là y là phân biệt gì hết ha. Đó ý là tại mình đang đang làm mình đinh ninh là không có ai ở nhà hết, rồi mình cứ đang làm vô tư vậy thôi, tự nhiên mở cửa ra đứng nhìn mình
mình hết hồn, mình nói sorry, mình hỏi là mình nói là xin lỗi và tôi có thể dọn phòng bây giờ không? Cái cô đó nói là ok, xong rồi cái bắt đầu bà đi ra ngoài, bà ngồi ngồi ngay cái mấy cái ghế salon á, rồi bắt đầu mình dọn nhanh nhanh nhanh, thì ý như là dạng tâm lý các bạn, ví dụ cái phòng nó không có ai hết thì mình cứ bình tĩnh mình làm từ từ, nhưng mà vẫn có khách người ta ngồi người ta đợi mình, không lẽ mình ngồi không lẽ mình làm từ 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 đâu được đúng không đó. Trời, ráng làm tranh thủ làm mệt gần chết luôn. Đó thì đó là một cái kỷ niệm nữa thì mình cảm thấy là cũng hơi nhớ, nhưng mà cái cô đó cũng dạng dễ chịu, thì cũng ngồi vậy thôi chứ cũng không có nói năng không có gì hết á, không có tỏ vẻ là khó chịu hay gì hết đó. Nhưng mà cũng rất là vui ha các bạn chị. Nói chung đó là một trong những cái kỷ niệm ha. Rồi còn một cái nữa, đó là khi mình làm, mình vô cái phòng đó là có khách ở nhà, thì cái phòng đó mới đầu vô gõ cửa hỏi đồ giặt á, có đồ giặt không á, xong rồi không thấy trả lời, nhưng mà khóa chốt trong các bạn, thì khi mà khóa chốt trong là mình biết là có người ở trong nhà. Xong rồi cái mình qua chỗ khác mình làm xong hết thu dịch chỗ khác thì tới tuần phải quay lại chỗ đó làm nữa, xong quay lại mới gõ cửa, hồi lâu mới mở cửa. Cái ông đó làm người Tây luôn, cũng hơi như là già rồi ha, chắc là người Mỹ chắc. Xong rồi cũng ra ngồi ghế đá, ngồi ghế salon, rồi mở máy tính rồi bắt truyền hình gì đó, cũng ngồi cũng coi cái mình dọn xong từ cái bằng lau nhà đó, thì quét xong rồi cái tiền gặp ổng. Ông ngồi ông ngủ mà rất là mệt mỏi. Cái mình hỏi ông là cô ông bệnh hả? Cái ông nói là ông bị bệnh. Cái hỏi ông bị gì? Cái ông nói là y như bị là trúng ăn đó các bạn. Rồi cứ đi toilet, rồi nói chung là mình mãi như là nóng lạnh, rồi nhức tay nhức chân gì đó. Xong rồi cái mình nói là ông có mua thuốc hay này kia chưa? Có thể là tại vì ở khách sạn có dạng bác sĩ chỉ đó, y như là nó sẽ trị bệnh, y như là những nhân viên ở trong đó ta làm, ví dụ đâu bệnh đột xuất hay gì thì có thể gặp bác sĩ nói này cho thuốc uống đơn giản, y như là chuyện là sơ cấp cứu giống vậy đó các bạn. Cái mình nói vậy đó, nhưng mà ý là ổng như là nhìn cái thái độ ổng là ổng không có tin tưởng, hiểu không, y như không có tin tưởng cái vị bác sĩ. Ổng hỏi là ở đây có bác sĩ hả, ý là ổng hỏi vậy đó. Cái mình nói đúng rồi, ở đây có bác sĩ thì ông có thể là gọi tiếp tân để nhờ người ta kêu bác sĩ lên để kiểm tra gì đó cho ông đó. Nói vậy ha. Xong rồi cái thì đó, thì nhìn ổng rất là tội các bạn, nhìn mặt mà cứ bơ phờ. Chắc là y như vậy, khi mà các bạn bị ăn bị không tiêu, bị trúng ăn á, trúng thực á, thì nó bị toilet rồi cứ đi riết rồi ngủ cũng không được, rồi nói chung là cảm giác sẽ rất là khó chịu đúng không đó. Cái gì mà nhìn ông thấy tội lắm, nhìn ông mặt mày bơ phờ vậy á, nhưng mà ý là đó, thì nói chung là cái này là dạng như là mình thấy người ta đi làm, hay là những cái ông này là ông đi qua đi làm á, chứ không phải là ông đi chơi ha. Cái xong rồi cái mình suy nghĩ là thì cũng nói chung là cũng rất là tội. Ví dụ đặt trong cái trường hợp là mình đi tới một cái nước khác rồi ha, mình ở một mình vậy rồi ha, bệnh rồi này kia, rồi nói chung là sẽ khác văn hóa, khác cái tập quán, rồi nói chung là mọi thứ nó sẽ khác, nó sẽ không có dễ dàng đối với mình á. Để mình bắt đầu mình đi kiếm thuốc hay là mình đi gì đó, thì mình nghĩ là cũng thật sự là như là cũng có một cái gì đó cũng thấy tội cho người ta, và cũng đặt trường hợp nếu là mình không biết làm sao ha. Đó cho nên là khi mà các bạn mà đi du lịch á, thì tốt nhất các bạn là mua thuốc, những cái thuốc như là đau bụng nè, thuốc cảm cúm gì đó, đó mình đem theo để mình có ví dụ khi bị gì đó thì mình sẽ uống thuốc vô, thì nói chung nó đỡ hơn các bạn, nó đỡ thì đương nhiên là nó sẽ xử lý kịp thời cho những cái bệnh như vậy. Thì nếu mình có thuốc uống á, thì nói chung là nó sẽ hết các bạn, chứ không có đến nỗi đó. Cho nên là tại vì hồi xưa mình đi là dạng mình cũng bị một lần như vậy rồi đó, xong rồi mình rút kinh nghiệm, những lần khác mình đi là mình cứ mua thuốc theo bỏ hờ vậy đó. Đó xong rồi cái
Thì đó, thì nói chung là cái đó cũng là một cái để cần để suy nghĩ đó các bạn. Cho nên là mình cảm thấy nó cũng có một cái gì đó, nó là kỷ niệm, là một cái thứ gì đó đáng nhớ đó các bạn. Đó là một cái hoàn cảnh là đáng nhớ. Gì nữa ta? Xong rồi, thì đó là những cái dạng mẫu chuyện mà khi mình làm dọn phòng là mình thấy ha, mình trải nghiệm đó. Rồi rồi mình chia sẻ những gì ta? Những cái mà dạng là cũng gây ấn tượng ha, y như là gây một cái sự gì đó cũng là ấn tượng, một cái đáng nhớ gì đó. Tức là khi mà những cái người mà người ta đi làm thường xuyên, người ta đi ra ngoài, người ta ở khách sạn á, thì những cái người đó vậy là người ta đã quen cái không gian, cái đời sống y như là cứ ở bên ngoài như vậy á, cho nên người ta cũng rất là thoải mái các bạn. Thì nói chung là cứ y như là thoải mái như là trong nhà của người ta vậy đó. Thì người ta cứ sáng người ta ngủ rồi thì rồi tối người ta ngủ, rồi sáng người ta đi làm, rồi người ta vô xong rồi nhân viên dọn phòng vô dọn bình thường thôi, nó không có gì hết. Nhưng những cái vài trường hợp á thì có thể là người ta sẽ rất là kỹ các bạn, hoặc là người ta sẽ y như là bất đắc dĩ lắm thì người ta cũng mới phải ở khách sạn gì đó. Xong rồi ha, đem đồ theo, như là gói, đem gói nhà theo để lên, rồi những cái niệm rồi kia các bạn, người ta sẽ lấy cái tấm trải của người ta đem theo, người ta trải người ta ngủ, ý như là người ta sẽ sợ dơ các bạn. Ý như là cái đó là nó không phải ở nhà mình, thì ở bên ngoài dạng mà cái đó lại là khách sạn, như là cái nơi mà nhiều người người ta sử dụng á, thì nói chung là người ta sẽ cảm thấy một cái gì đó nó không không được thực sự thoải mái, với người ta sẽ không cảm thấy là tin tưởng, cho nên người ta sẽ cần phải như là đem những cái tấm vải gì đó lót lên để ngủ rồi ha. Với lại là rồi nhiều người thì người ta sẽ mua cái miếng đó, thì thật sự là lần đầu tiên mình mới thấy luôn chứ. Ở ngoài, ở trong đó mình dọn mình thấy người ta làm vậy mình mới biết, chứ ở ngoài mình cũng ít thấy á. Có thể cái đó là của cái người Hàn Quốc thì phải, theo mình nghĩ là vậy. Y là những cái đồ mà trùm lại các bạn, nhưng người ta sẽ mua cái gối, ưu dực có cái gối đúng không, cái đó là cái tấm y cái bao gối, nhưng mà nó bao bằng cái gì ta, giống như cái sợi ni lông mà nó sẽ có lỗ 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 để thoáng khí ra nữa các bạn, kiểu như vậy đó. Y như là những cái đồ như là điện thoại này kia, xong rồi mình mua mới về, người ta xung quanh người ta có bao cái gì trắng trắng ra đó đó đó, thì nó giống giống như vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà bao như vậy nó có lỗ lỗ rất là nhiều thì mình nằm xuống thì cũng đâu có bảo vệ gì đâu, mà sao tao bao bao cái đó làm gì, thì mình cũng không biết được cái ý là nó bao như vậy thì nó sẽ có tác dụng gì không á, có tác dụng là kháng khuẩn hay gì không, tại mình thấy cái lỗ 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 rất là nhiều. Nếu mà cứ với lại cái tờ đó rất là mỏng như giấy vậy, cứ thì nằm xuống vậy xong rồi cũng ngáy lên vậy thôi, nhưng mà mình cũng không biết tại sao nữa. Nhưng mà khi mình thấy như vậy là mình biết là người ta rất là kỹ rồi các bạn. Tức là ha, gói từng cái gói, bao từng cái gói ra, vô cái mền bao luôn, cái mền cái dưới cái tấm trải dưới bao luôn đó. Rồi khi mà thì khi mình dọn mình thay cái ra đó rất là cực các bạn, tại vì mình phải tháo cái miếng nó ra mình để qua một bên, xong mình mới thay cái này xong rồi mình mới thay cái ra cũ ra, mình lấy cái ra mới mình bỏ vô, xong phải lấy của người ta mình phải mình bỏ vô cho người ta nữa đó, rất là cực, nó mất thời gian. Nhưng mà cái vấn đề mình nói đây là những cái người đó người ta rất là kỹ ha. Rồi toilet cũng vậy luôn, toilet người ta cũng bao luôn, ý là trong toilet sẽ có một cái miếng mà dở lên dở xuống, cái miếng đó để người ta ngồi lên các bạn đó, người ta sẽ bao cái miếng ngồi lên đó 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 thì đó. Rồi có nhiều người thì người ta sẽ xài như là khăn hay là kia đó, người ta sẽ lấy khăn của người ta đem theo, người ta không có xài khăn khách sạn các bạn. Rồi nói chung là những cái vật dụng cá nhân, rồi bạn chải đánh răng rồi xà bông đó, nói chung là vô là thấy những cái gì mà mình bỏ trong khách sạn người ta xài đó thấy còn y hết. Thì biết người ta rất là kỹ các bạn hả. Rồi theo mình nghĩ cái đó là những cái người Hàn Quốc các bạn, tại khi mình dọn thì mình cũng có thể biết là cái người đó là thuộc về nước nào hay là kia, tại vì khi mình nhìn những cái dụng cụ người ta xài các bạn.
Rồi ở đó thì có những cái khu mà dành cho những người khách khách hàng khách khách VIP á, là như là cái dịch vụ nó như là những cái phòng nó sẽ sang trọng hơn đó. Thì khi mà mình dọn phòng những người đó phải ha, mình thấy là nước hoa ha, rất là nghĩa là rơi vô cái phòng là ngào ngạt nước hoa luôn đó. Mình thấy gì gu xì, nói chung là cũng bây giờ cũng ấy đó. Rồi mình thấy cái đầu tiên là mình mới được thấy luôn đó là bàn chải đánh răng, nhưng mà khi mình làm trong đó mình thấy rất là nhiều các bạn, nhưng mà khi ở ngoài mình sẽ không thấy. Cái bàn chải đánh răng mà nó kiểu như là giống cái máy hay sao á, nó cao vậy nè, xong mà có một cái đầu của bàn chải đánh răng, còn ở dưới đây là cái máy á. Cái máy thì như là mình thấy có mấy nút bấm á, chắc là bấm xong rồi nó tự động nó xoay 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 để người ta đánh răng luôn á đó. Mình làm trong đó mình thấy rất là nhiều cái đó, nhưng mà khi mình đi ra ngoài như là những quầy chợ hay này kia mình đâu có thấy đâu các bạn. Thì có thể là siêu thị người ta có bán, nhưng mà bữa giờ mình đi siêu thị thì nói chung là mình đi siêu thị mình không phải là ý gì, mình thích đi coi nhiều hơn mình mua, tại vì cơ bản là mình không có tiền nhiều để mà mua ha, cho nên mình rất thích đi coi. Thì mình đi đi hết mình coi hết luôn, nhưng mình cũng đâu có gặp được cái bàn chải đó đâu đó, thật sự luôn. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là cái này là người Nhật Bản các bạn, mấy người Nhật Bản á, khi mà mình y như là những cái giỏ rác, cái thùng rác á, người ta bỏ rác vô, thì những cái người bình thường người ta cứ rác cái gì mà người ta không xài hết người ta bỏ vô đó. Vậy cái mình lụm đi dục thôi, mình thay rác mình bao rác mình dục thôi, cái mình bỏ cái bao rác khác vô một bao mới trên ta người ta xài đó. Nhưng mà những cái người đó người ta sẽ bỏ, người ta sẽ phân phân loại rác đó các bạn. Những cái chai mà chai mũ uống nước á, chai mà ví dụ nước C2 gì đó, nước suối gì đó đó, ta uống xong cái chai người ta sẽ bỏ ra bên ngoài cái giỏ rác, y là bỏ dưới sàn vậy đó, mà chai không. Còn những cái thức ăn, những cái bịch ni lông gì đó người ta sẽ bỏ vô rác đó. Là mình thấy sự khác biệt các bạn, mà đa số những người Hàn Quốc, những người Nhật Bản thì người ta sẽ làm như vậy đó. Cứ mình thấy là, nhưng mà ở Việt Nam người ta mình đâu có phân loại rác làm chi đâu. Ở bên đó thì theo mình nghĩ là người ta phải phân loại rác như vậy để người ta tái chế, người ta làm gì đó người ta không biết, nhưng mà nó sẽ thuộc về cái thói quen của người ta là các bạn. Y như bên nước người ta sẽ làm như vậy, cho nên người ta qua bên đây người ta cũng làm vậy luôn. Mình không biết là họ không biết là ở đây có không cần phải phân loại rác như vậy, hay tại vì do cái thói quen của người ta người ta cứ phân loại như vậy thôi đó. Thì tại vì hồi bữa mình nhớ mình có đọc một cái trên cái thông tin trên là trên Facebook hay là đó, người ta một có chia sẻ một cái video á, nói về Nhật Bản là người ta rất là kỹ về vấn đề rác các bạn. Rồi người ta sẽ phân rác ra, phân loại rác ra mũ rồi thức ăn rồi những cái bịch này đó. Thì nó sẽ nôm na lại, mình nhớ là vậy, nôm na là vậy chứ mình nói là sẽ không chính xác nha các bạn, tại vì mình chỉ đọc lướt qua thôi, xong rồi tự nhiên cái mình đi đó mình làm xong cái mình thấy thấy vậy, rồi mình mới trực nhớ lại cái câu chuyện đó là mình đã đọc ở đâu đó rồi đó. Đó tức là ở bên đó người ta sẽ, khi mà người ta bỏ rác, người ta để cái thùng rác ở ngoài ngoài đường các bạn, người ta sẽ bỏ rất rất là nhiều thùng, là những cái thùng nó sẽ phân loại khác nhau khác nhau khác nhau. Rồi những cái người đó người ta rất có ý thức các bạn, người ta bỏ theo, người ta sẽ bỏ đúng đúng theo chứ phải có ai ở đây không, bây giờ không có ai ở đây hết bỏ hết trong đó không, người ta sẽ không làm như vậy các bạn. Ý như là người ta sẽ rèn cái thói quen của người ta như vậy rồi, cho nên là giờ người ta đi đâu cũng vậy, người ta cũng sẽ làm giống như vậy luôn, mặc dù ở đây mình không cần thiết vậy đó. Xong rồi thì nói chung là người ta bỏ riêng ra vậy, nhưng mà khi mình gom rác mình cũng phải bỏ chung vô, mình bỏ lần một à, chứ mình đâu có phải, mình đâu có phân loại ra làm gì đó. Nhưng mà đây là một cái sự khác biệt mà khi mình làm ở trong khách sạn đó, mình mới mới thấy cái điều đó thôi đó. Thì bây giờ mình mới chia sẻ cho các bạn ha. Rồi một còn một điều nữa đâu, coi để coi nhớ lại coi. Thì nói chung là đi làm ở đâu thì nói chung là sẽ có những cái thứ như là chuyện là mở mang tầm mắt, hay là một cái gì đó mà trước giờ mình chưa bao giờ mình thấy qua đó. Thì nói chung là cũng có một vài cái thứ cũng hay đó các bạn ha. Rồi với sẵn đây thì
Mình cũng y như là mình sẽ nói về y như là khi mà mình làm trong đó, mình dọn phòng thì những cái khách hàng khác nhau nó sẽ có một cái lối sống khác nhau các bạn. Như như thế đó là theo mình thấy thực tế mình đi dọn nha các bạn. Thì nói chung là cũng có người này người kia chứ mình không phải là bao gồm một vài người. Tại vì á khi mà thì ở đây là như là mình ở đây mình không muốn dạng là mình phân biệt đối xử hay là mình nói xấu hay mình nói tốt về ai hết hả các bạn. Đó. Cái này là mình chỉ nhận thấy những gì mình đã thấy ha, mà mình cảm thấy nó là như vậy và bây giờ mình chia sẻ với các bạn ha. Thì khi khi mà như là dọn trong đó thì sẽ có người Việt Nam thì ít lắm ạ. Tại vì cái khu khách sạn đó thì đa số là cho những cái người nước ngoài người ta ở đó. Người ta đến đây người ta đi làm, người ta ở người ta thuê khách sạn thôi, chứ người Việt Nam mà đi làm thì nói chung là người ta sẽ ở nhà trọ hay này kia chứ người ta đâu có còn phải ở khách sạn. Còn những như là những cái người nào mà đi giàu có quá hay là sau đó thì mình cũng không biết, thì cũng có một vài thôi các bạn chứ không phải là đa số người Việt Nam ha. Thì đa số là mình chỉ thấy Trung Quốc nè, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, rồi mấy nước châu Âu các bạn đó. Đó là khi mình dọn là mình sẽ gặp ha. Thì theo mình đánh giá đó thì khi mình dọn các bạn, đa số những cái phòng của cái người mà Nhật Bản người ta thuê đó thì vô rất là sạch các bạn, rất là ngăn nắp. Sạch thì nói chung là cũng không có đến nỗi là, thì nói chung là ta cũng sẽ xài xài nhưng mà cái dạng là rác hay kia ta sẽ bỏ rất là về kỹ. Rồi trong nhà tắm các bạn, trong nhà tắm, đặc biệt trong nhà tắm luôn, người ta làm sao mình không biết, người ta tắm rửa rồi kia, nói chung tắm rửa nhiều khi cũng dăng nước rồi lên kiến đồ này kia, kiến sàn nhiều khi cũng tóc tai đầu kia. Nói chung là mình vô là mình thấy là ý như là cũng phải dơ đúng không. Nhưng mà đặc biệt nha, những cái người mà Nhật Bản các bạn, đó là theo đại đa số. Như vậy có một vài người người ta sẽ không sạch, cũng bây giờ cũng dạng bê bối, nhưng có đa số luôn, đa số là cái người mà Nhật Bản người ta sống trong cái toilet rất là sạch luôn các bạn. Mình không thể tin nổi luôn, ủa ủa người ta có xài không mà sao thấy sạch dữ vậy trời. Nhưng mà ý là người ta sẽ có bỏ rác này kia, tức là người ta có xài, nhưng mà không biết lý do tại sao mà người ta lại có thể giữ được cái nó sạch như vậy luôn. Đó thì cho nên là mình chỉ vô mình lau sơ 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 cái mình ra, tại vì nó sạch mà đâu có cần phải làm cái gì nữa đâu. Đó là vậy thôi. Cái toilet các bạn, cái mà cái toilet mà đi vệ sinh á cũng rất là sạch luôn, sạch sẽ luôn, nó không có bị dính nó tiểu hay là kia luôn á. Đó. Không hiểu luôn, không hiểu là sinh ta làm sao hay thiệt. Tại vì thường thường á thì ví dụ người ta làm dơ thì mình cũng không có trách người ta được, tại vì ở đó mình đâu có cung cấp cho người ta cái cây lau nhà, cái chổi hay là cái hút rác hay là cái nồi lau gì ở trong cái khách sạn đâu, mình đâu có để trong đó đâu. Mình chỉ để như là khăn hay là kia để người ta sử dụng thôi, chứ mình không có cung cấp những cái dụng cụ để người ta phải lau rửa. Cho nên bây giờ người ta lỡ làm dơ rồi, ví dụ người ta làm, người ta sơ ý người ta làm dơ thì người ta cũng đâu có đồ gì để người ta lau, người ta chùi đâu các bạn. Đó thì khi mà người ta làm dơ thì mình cũng không thể trách người ta được, nó ví dụ vậy ha. Đó là có thể là đó nói dạng là nói với những, đối với những người người ta không cố ý á, còn những đối với những người mà người ta cố ý thì cái đó mình sẽ nói sau ha. Đó thì mình nhận thấy những cái người Nhật Bản rất là hay các bạn. Đó, đó mình không biết sao rất là hay, với lại người ta cũng nói chung là cũng cũng ý là rất có cái ý thức. Ý thức thì mình cũng không biết cái này sao, nhiều ý là mình sẽ đưa cho ví dụ các bạn ha. Bây giờ trong cái toilet nó có cái cân á, cái cân mà dạng bằng kiến á, leo lên mình cân á. Xong bữa đó mình vô mình dọn cái phòng đó, xong mình vô toilet cái mình thấy cái cân lôi ra ngoài. Bây giờ cái cân thường thường nó sẽ đút vô ở dưới dưới tủ thì nó cũng sẽ khúc khúc, xong rồi bữa đó mình thấy lôi ra ở giữa giữa toilet, xong rồi để cái tờ giấy, cái ông nó ghi là cái cân ổng không thể sử dụng được, vui lòng kiểm tra lại hay này đó.
thì cái đó là người ta không không phàn nàn, ủa tại sao mày cho mấy người cho tôi mướn phòng rồi người không kiểm tra đầy đủ, rồi bây giờ tôi cần nó không được. Người ta không nói như vậy các bạn, người ta nói là cái cân tôi không thể cân được và các bạn có thể kiểm tra lại giúp tôi không. Chung là rất là lịch sự các bạn đó. Thì đó, thì những cái hành động nhỏ như vậy thôi mình cũng chắc lẽ là ý này mình cái ý của mình nhưng mình không thể làm diễn đạt ra được, thì khi mình ví dụ như vậy thì các bạn cũng có thể hiểu rồi đúng không đó. Rồi xong á, đó là cái top đầu tiên. Mình nghĩ là cái người Nhật Bản người ta sẽ rất là kỹ lưỡng trong vấn đề mà sinh hoạt ha. Rồi cái top thứ hai thì mình nghĩ là người Hàn Quốc các bạn. Hàn Quốc với Nhật Bản nó cũng có một cái cách sống nó tương đương nhau á, nhưng mà đó, nhưng mà mình thấy nha, Hàn Quốc thì người ta cũng không có kỹ lắm 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 nha, ý là cũng mức độ là ok thôi ha. Rồi tiếp đó là theo mình nghĩ là chắc là mấy người châu Âu các bạn đó. Mấy người châu Âu thì nói chung là người ta sống rất là thoải mái, người ta không có dạng là kỹ kỹ giống như là người Nhật Bản các bạn, người không có kỹ như vậy. Nhưng y là người ta cũng có một sự sắp xếp những cái y như một cái ý tứ các bạn. Thì người ta cũng bỏ rác này kia đồ này kia, nhưng người ta sẽ giữ giữ cái phòng nói chung là cũng sạch sẽ, nhưng mà vô cái phòng đó mình sẽ biết được người ta y như là thoải mái, người ta không phải là cân, không phải như là phải giữ cái này cho nó ngăn nắp cái chi cho nó ngăn nắp đó đó đó, dạng là người ta vẫn xài vẫn bình thường, nhưng mà ví dụ những cái rác hay này kia đó người ta sẽ bỏ vô là rất là gọn các bạn đó đó nha. Rồi tiếp theo thì mình nghĩ chắc là Ấn Độ. Ấn Độ ha, đó Ấn Độ thì đó mình nghĩ vậy thôi. Và sau cùng có lẽ là Hàn Trung Quốc các bạn. Trung Quốc thì nói chung thì Trung Quốc thì cái vấn đề này rất là nhạy cảm các bạn, tại vì hồi xưa giờ là dạng là cái người Trung Quốc đi 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 đến đâu thì cũng dạng là bị phản ánh nhiều á. Thì cái đó thì mình không có biết tại sao nha, ý là mình không có muốn muốn bàn tới nhiều vấn đề đó, nhưng mà ý là khi mà mình thấy mình dọn trong cái phòng á thì mình thấy người ta thì nói chung là cũng hơi 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 bừa bộn xíu. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái người người ta rất là sạch các bạn. Mình không thể nói là cái người Trung Quốc người ta như vậy đâu, là sẽ có người này sẽ có người kia nó giống như vậy ha. Nhưng mà có thể là 50% hoặc là hơn 50% là mình thấy nó hơi hơi không không được sạch cho lắm á. Rồi